Kính thưa chư vị bồi thẩm đoàn cùng quan viên hai họ nội ngoại hai bên. Người xưa có câu, có công ăn giặc có ngày lên cần. Và con gãy của em cũng có câu, nếu ăn là sai thì em đây không cần đúng. Nói tới đây quý vị cũng đã biết, đây là chương trình tìm kiếm tài năng về ẩm thực được tài trợ bởi hãng nước mắm hài của cả bóng. Đặc biệt là sẽ được phát sóng truyền hình trực tiếp trên thế giới động vật. Và giám khảo của chúng ta không ai xa lạ, đó là một nhân vật huyền thoại trong thế giới ăn uống. Ảnh đã vượt qua chính mình, vượt mọi rào cản, vượt qua dòng lễ giáo gia môn để đứng vững trên con đường bán bánh tráng trộn của mình. Ảnh sống trong trại tâm thần và thường xuyên bị trúng thực, cho nên mọi người gọi ảnh là thực thần. Tao quýnh cho mày thành thực vật luôn bây giờ. Kịch bản ghi là sau đây chương trình xin được phép bắt đầu. Có bao nhiêu đó thôi mà mày nói chi làm đi bị đát vậy hả? Rồi trúng thực trúng gió gì ở đây? Em tính cải biên chút xíu cho thêm phần gây cấn. Mày nói một hồi dám xe bắt chó tới đây nó hốt tao luôn đó. Tao đã nói với mày rồi, đây là cuộc thi nấu ăn. Là cuộc thi nấu ăn đó, mày có hiểu chưa hả? Là nấu ăn chứ không phải là nấu bỏ. Cuộc thi nấu ăn mà mày mời đầu bếp làm cái gì? Tụi nó mà thắng rồi tiền đâu tao trao giải? Em thấy anh như vậy mà. Sống bây giờ là phải biết lật lọng, không thì chỉ biết nằm úp cho người ta đạp lên thôi, mày hiểu chưa? Nếu muốn ăn ngon thì tao đã tới cánh đồng quán buffet 99k rồi. Chi nhánh toàn thành phố, không gian thoáng mát, vừa rẻ vừa ngon nữa. Bây giờ mày biết rồi chứ gì hả? Dạ biết rồi anh. Bây giờ em đi mày đó liền. Về nhà gắn não vô đi nghe chưa hả? Người ta nói đúng lắm mà, ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên. À kính thưa quý vị, sau một thời gian tìm kiếm, chúng tôi đã sàng lọc chà đạp các thí sinh khác để tìm ra được chủ nhân của bốn món ăn ngon ngày hôm nay. Đầu tiên là món chuẩn cơm mẹ nấu, tiếp đến là món ta thấy cá vàng trên cỏ xanh, kế đến là món công chúa ngủ trong rừng, và cuối cùng là món chờ bốt cây lạy. Chủ khảo ngày hôm nay không ai xa lạ, đó chính là anh Thực Văn Thần, hay còn gọi là Thực Thần. Ngon thật đó. Chấm thi là công bằng, nhưng ta ghét đứa nào nấu ăn ngon hơn ta lắm. Rớt cái bẹp ha. Quả là một lời góp ý thẳng thắn và tràn đầy sự ganh tị. Tiếp đến là món ta thấy cá vàng trên cỏ xanh. Wow, nó trố mắt nhìn ta vậy thì làm sao ta dám ăn? Tâm hồn của ta mong manh dễ vợ dữ lắm. Ok rớt. Đúng là làm trai cho đáng nên trai. Xoay đi nghĩ lại, hai file cờ mở nó rồi hả? Màu mè qua lá hẹ. Thôi để ta tới quán cánh đồng ăn buffet cho nó nhanh. Chi nhánh toàn thành phố, nhanh gọn lẹ mà còn an toàn thực phẩm nữa. Thôi về chơi búp bê đi má. Vậy là chỉ còn một món cuối cùng, không biết chủ nhân của món công chúa ngủ trong rừng có vượt qua được hay không. Ngồi ngắt rồi. Rớt. Chờ chút, thật ra tên của nó không phải là công chúa ngủ trong rừng, mà là con cúc ngủ trong rừng. Mùi thơm của cúc hòa quyện với dịch tạo nên mùi cúc dịch, cho nên tên chính xác của nó là bụng mang dạ chữa. Quá dữ, chắc chắn đầu bếp chó mặt sệ sẽ là quán quân của năm nay. Để chế nuôi rớt là rớt. Hả? Are you kidding me? What the hell? Tại nhìn cái mặt của mày thấy ghét. Nói tao bậy, ba tao nói tao đẹp, má tao nói tao xinh, cả làng cả xóm đều chu đầu chậm mỏ từ sáng tới chiều nói tao xinh, nên tao mới làm giá không lấy vợ bởi vì tao thấy tao xinh. Thôi ông vậy mua tiếng coi đi rồi quay lại ha. Nói chung là rớt hết. Đúng là ẩm thực biến quá vô thường, nhưng nếu không tìm được vua đầu bếp, vậy muốn ăn ngon thì phải tới đâu bây giờ? Muốn ăn ngon thì cứ tới cánh đồng quán buffet 99k. Đây là một trong những hệ thống buffet ngon nhất Sài Gòn. Vậy có địa chỉ hay số hotline của cánh đồng buffet không? Hotline là 1900 7092. Chi nhánh ở Gò Vấp, Tân Phú, Thủ Đức, quận 7, quận 9. Quán còn tặng quà sinh nhật và phát quà Noel cho thiếu nhi nữa. Nghe chảy nước miếng luôn ha. Mà đồ ở cánh đồng quán có tươi hay không? Mở cửa tới mấy giờ? Tươi như đêm 30 luôn. Hệ thống mở cửa nguyên ngày. Cái đồ lừa gạt, có cánh đồng quán buffet 99k rồi còn tổ chức cuộc thi xàm xí này làm cái đách gì nữa? Ta đã ghi đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng rồi bà. Ủa có mày? Khán giả nghĩ là tôi bị lừa rồi đó hả? Sao kỳ cuối cùng vậy? Không có gì, không có gì ăn hết. Vậy bây giờ không có đồ ăn thì phải làm sao đây? Sao lại không? Ăn buffet là phải tới cánh đồng quán. Cánh đồng quán ăn không biết chán. Cánh đồng quán thẳng tiện.